Quản lý là ngàn đời. Quản lý đây ngàn đời. Đây món gì đây? mình quên mất tiêu cái tên đó thôi ngã đồ mà quên mất tiêu rồi. Bánh xèo. Đây là món bánh xèo. Đổ vô là xèo. Bữa nay ở nhà nè có nhỏ em út nó tới nó chơi đây nè, đó đổ bánh xèo cho nó ăn nè. Dữ dằn chưa? Quá dữ. Quá dữ luôn. Nó ăn một mình nó mà ăn một mình là ăn hết nguyên một cái bàn luôn. Bàn bánh xèo nè. Cái là mai mốt là nó về nhà là nó lăn luôn. Bị lăn rồi, mốt về nhà lăn luôn. Mốt về nhà lăn luôn. Will xuống ăn bánh xèo này con. Đâu, Will ngồi xuống ăn bánh xèo coi. Will ngồi xuống ăn bánh xèo nha. Will ngồi xuống ăn bánh xèo con. Bánh xèo nóng hổi, vừa thổi vừa ăn, mới đổ lên. Cho chi gì Will cần cái đĩa rồi đó. Lần đầu tiên đổ bánh xèo nhìn thấy nó mới giòn, mới hấp dẫn. Cái đầu thì nó không có vàng. Cái thứ hai thì nó bị khét. Cái thứ ba thì nó đỡ đỡ lên. Wow, cái gì ba? Giấm mì, giấm mì. Wow, quá ngon. Có 4 người thôi. À, 5 người nó nhóc nữa. 5 người là một bàn đồ ăn. Đồ chung đi, nhưng mà đồ chung mới được. Bán ra. Ăn thử cái đó không? Xong đồ chung luôn đi. Cái này giòn này, cái này ăn này trước cái này. Giòn, nhất nhất lên. Để mang nó lại cho nó ra cho nó thơm. Cái này giòn hơn. Giòn ngon hơn. Wow. Này ngon hơn. Nhìn hấp dẫn quá ha. Quá hấp dẫn. Hấp dẫn quá mà nó còn khét nữa nè. Khét nó mới ăn xong. Khét. Will có được ăn không con? Con có được ăn không hả? Con cầm chén thôi đó hả? Tội nghiệp vậy đó hả? Có gì cho nó ăn không? Con ghế cho nó ngồi cho nó ăn không? Giờ sao? Con thôi giờ chúng ta ăn nha, bắt đầu.